Yêu thương bản thân là cho mình sự tự do trong mỗi lựa chọn của cuộc sống. Từ một cô sinh viên nghèo với mong muốn học tốt tiếng Anh, mình bắt đầu những ngày làm thêm công việc hướng dẫn viên du lịch. Nỗi khát khao được khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài bắt đầu từ lúc đó. Lớn lên đi làm, bỏ lại đằng sau sự nghiệp rực rỡ tại một tập đoàn lớn, mình quyết định bán nhà, dồn hết tâm sức, đổ vốn vào khởi nghiệp với TripMe. Nỗi âu lo về thất bại đang xen cùng lời ra tiếng vào cũng không khỏi làm mình suy nghĩ. Nhưng vượt lên tất cả, mình tin mình có thể làm được. Vô vàn lần gọi vốn thất bại, những đêm thức khuya làm việc tới sáng, những chuyến đi công tác xa nhà kéo dài, thời gian hạn hẹp không được kề cận những đứa con yêu, nhiều lúc cảm thấy thế giới này chịu nặng trên đôi bờ vai. Nhưng mình đã nghĩ sẽ không bao giờ từ bỏ TripMe, từ bỏ đi ước mơ của mình. Những khó khăn kia với mình đó chỉ là luyện tập và chuẩn bị cho cơ duyên lý tưởng. Hà không thể quên được buổi sáng thứ tư định mệnh đó. Số tiền từ nhà đầu tư thực đã được chấp thuận, minh chứng cho lòng tin vững vàng từ sự lựa chọn của mình. Cuộc sống là một cuộc hành trình, dễ dàng có, khó khăn có, nhưng nếu ta cho bản thân sự tự do để nhìn cuộc sống bằng cặp mắt biết ơn và tích cực, thì những chuyến đi trên cuộc hành trình đó sẽ đưa mình tới bất cứ nơi đâu. Đối với Hà,